Hello, xin chào cô chú anh chị và các bạn. Nói chung không ngày hôm bữa là mình không có quay. Hôm nay buồn buồn chiều rồi. Hình như bữa nay hôm mấy rồi? 20, 21 gì. Mình mới vô cho nó ăn. Nói chung là hổm gà dịch giả không? Không có bánh mì bánh gì cho nó ăn. Nó ăn lúa. Cho nó ăn lúa với thức ăn rồi. Nói chung cái dòng này cũng dễ nuôi các bạn. Nó nuôi mà nước nôi đầy đủ thức ăn lúa rồi là nó sống tốt. Mình đặt vị trí trường có ánh nắng là cũng được. Còn nuôi lồng thì mình để trong nhà là cái cách vài ngày mình đem ra phơi nắng. Nó cũng ấy. Nhưng mà lâu lâu ra mình phơi nắng. Con cu nó sung mà. Chuồng này đẻ mấy con chè thai chè lửa nó ăn hết trơn rồi. Cái chè lửa với chè màu. Đang thay lòng. Con nó còn rồi, nó giữ cái ghê hồn. Nó bỏ người ta. Con này bữa hỏi mình mới 7 con sung ghê luôn, không biết con cống con má vô này nó con gái nó gù rồi. Đang thay lòng. Là trắng.
Câu video của mình đến đây xin kết thúc. Xin hẹn các bạn vào các video tiếp theo. Bye bye.